Đây là ba con không bị bệnh này, con cái ở giữa này, rồi hai con đực ở hai bên này nó nặng lắm rồi, 7 cân một con rồi đấy, chắc hôm nay phải 7 cân rồi đó. Tiêm xong mũi hai hai ngày rồi, cuối tuần này hoặc là cuối tuần sau sẽ cho chủ đón. Đây ba con này thôi, còn cái thằng còi kia thì để tí quay riêng. Đây là con thằng đỏ thằng xanh, và tím, cái tím. Ok, ba đứa xuống đây. Xin chào tất cả mọi người, đây là đàn cho con 9 con đây ngày hôm nay. Nào, chào em. Con thằng đực dây đỏ này, bây giờ dây của em ấy quá rồi, dây của em chặt quá rồi, dây đỏ đấy, thằng nào dây thằng nào giữ nguyên thằng đấy, không có thay đổi. Cái con gái dây tím nào, nào thằng xanh kia ra đây sao nào, ra đây chơi. Đây thằng đực là còn thằng dây đỏ này, dây hôm nay chặt lắm rồi, thằng xanh này chặt lắm rồi đấy. Đây thằng dây xanh, thằng xanh này là thằng rồi chờ anh một tí, thằng xanh này là thằng đực số 1. Nào 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 nào, cái đàn 9 con này thì ra đây nào. Mày quá đỡ kịp. Đó, cho nó nghịch. Đây, con thằng không không, con đang quay đấy. Con đứng ở đây để con nào mà nó ấy ra đấy thì gì thôi. Đây còn thằng đực xanh này. Thằng đực xanh này là không bị bệnh này. Không thả nó ra. Thằng đực số 1 và thằng đực số 5 ở trong cái video chọn chó là không bị bệnh. Thằng thằng này là thằng da cam. Thằng đực số 3. Thằng đực số 3 này là bị bệnh. Nhưng mà khỏi được, nó rất là còi. Bởi vì nó ốm. Nó rất là còi so với đây. Với lại hai thằng này. Đây, rồi vẫn phải xem. Đây. Đàn đấy. Nhìn thấy nó chênh lệch nhau chưa? Rồi. Đây. Thằng này nữa này. Nhìn nó chênh lệch hẳn nhau này. Đó. Thì cái đàn chó con này ấy, có 9 con thì rơi rụng mất 5 con rồi. Coi chỉ có 3 con không bị thôi. 3 con không bị thì vẫn bán bình thường. Còn một con bị mà nó khỏi ấy thì coi như là hủy. Nếu mà chủ mà vẫn muốn bắt nó thì sẽ giảm giá và để chờ, phải chờ xem con đấy là sẽ nuôi thêm để chờ xem nó phát triển như thế nào. Còn 3 con nó đã không bị rồi ấy, thì tức là nó sẽ không thể nào nó bị được. Bởi vì là nó ở trong cái gọi là trung tâm dịch Pavo này. Đợt này thì chúng nó bị Pavo. Khi mà chúng nó yếu, chúng nó bị cảm, rồi chúng nó phát sinh cái Pavo, rồi nó trúng vào cái đợt thay đổi thời tiết, đợt dịch. Thì 3 con nó không bị thì nó sẽ không thể nào nó bị được. Nó sẽ về nhà mới theo cái lịch chậm lại một chút, bởi vì tiêm vaccine là mới tiêm vaccine mũi thứ hai được 2 ngày, cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, hoặc là trong tuần sau là có thể cho nó về nhà mới được. Thì cho cái là còn một con là cái con dây tím đỏ đấy. Cho nên là đấy là cái mà mọi người mà ai mà có cái ý định nuôi chó sinh sản là phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Con chó nó đang rất là khỏe nhưng mà bục một phát mà không may mà nó vướng vào bệnh phát là nó sẽ rơi rụng đi lung tung cả. Và đấy cũng là cái lý do vì sao mà khi mà nuôi sinh sản nên là phải chăm sóc từng tí một, và
cho con nó ở với mình ngày nào là mình đối xử với nó như là cái kiểu là ngày mai nó không ở với mình nữa, thì để nếu có cái gì không may xảy ra thì nó không có tiếc nuối. Là cái số này như vậy rồi. Chứ còn nếu mà ai mà chăm chó sinh sản mà nghĩ là theo cái kiểu như là cứ để con mẹ nó chăm rồi thế này thế kia thì mọi người nên bỏ cái ý định nuôi sinh sản đi, bởi vì nếu mà may mắn thì có thể giữ được cái đàn chó, nhưng mà nếu mà bình thường thì chắc chắn là nó sẽ hỏng, nó sẽ rơi rụng, nó sẽ này kia ngay. Còn con chó nó chỉ có thể chắc chắn được khi mà con chó nó trên 6 tháng thôi. Còn kể cả cho con nó rất là khỏe mạnh, bán cho mọi người. Nhưng mà tùy người, ai mà nuôi cái con chó mà nó sạch sẽ và chịu khó sát khuẩn, sát trùng rồi giữ cho nó này kia thì nó ok, nó không sao. Còn nếu mà khi mà nó, dù là nó được tiêm vaccine đầy đủ rồi, nhưng nếu mà nó ở trong cái trung tâm dịch và dịch nó nặng thì nó vẫn có một cái phần trăm nào đấy các con chó nó bị bệnh, chứ không phải là cứ tiêm vaccine xong là chắc chắn đâu. Kết hợp với lại thời tiết nó vừa dịch bệnh vừa thời tiết mà nó khắc nghiệt, cái con chó nó yếu thì nó dễ bị bệnh hơn dù nó đã được tiêm vaccine rồi. Thời tiết mà nó thuận lợi thì nó khó bị hơn, nhưng mà đấy là các cái dịch thì nó lại thường phát sinh ở những cái đợt thay đổi thời tiết theo kiểu là thời tiết đầu mùa, như đợt này nó mưa liên tục rồi nó nắng lên được 2 ngày rồi nó lại chuyển sang lại quay về trời lạnh, theo cái kiểu như thế là nó dễ bị dính lắm. Nếu mà như bình thường thì có thể cái đàn chó này nó cũng chả có bị sao đâu, bởi vì cái gen chó của mình thì mình lựa chọn cái gen chó khỏe. Nhưng mà có sơ xuất ra như hôm trước video đã nói là mấy cái con chó là cho nó chơi ở trong quây nhưng mà nó chạy ra ngoài, nó dầm mưa, nó bị cảm, nó bị yếu người, có mấy con bị cảm, có mấy con nó bị yếu người. Nó không đến mức nó bị cảm, nó bỏ ăn, nhưng mà nó bị yếu người thì khi mà nó một con nó phát sinh, nó yếu người, nó phát sinh pavo thì nó lại thành ra là một cái mầm bệnh rất là nặng ở trong đàn. Và nó lan sang những cái con đang yếu người khác. Còn có 3 con khỏe thì nó không có vấn đề gì cả, nó không bị bệnh. Như vậy là cái đàn này 5 con thì cái con mất đầu tiên là mất do sốt, không bị pavo. Cái con mất thứ hai kiểm tra cũng không có bị pavo. Nhưng mà 2 con sau đấy nữa thì 3 con sau nữa thì là pavo dương tính, là chết vì pavo đấy, kiệt sức. Còn coi như là còn 9 con thì có 3 con là không bị gì, là hoàn toàn bình thường. Con cái dây màu tím, con đực dây màu đỏ và con đực dây màu xanh. Các bạn mà nếu mà bắt chó con của cái đàn này ấy, là có mấy anh em là đã chuyển khoản hết rồi. Để bắt chó, chuyển khoản xong hết tất cả các thủ tục rồi chờ ngày đón chó, nhưng mà nó không may nó xảy ra như thế thì trại có mấy cái để mà giải pháp cho mọi người xử lý cái tình huống này. Một là trại sẽ hoàn tiền 100% cho mọi người. Hai là mọi người giữ cái khoản tiền đấy lại để mà chờ đàn, những cái đàn chó con tiếp theo. Và thứ ba, cái đấy thì là sẽ được ưu tiên. Còn cái thứ ba là mọi người có thể hoàn lại 1 phần tiền và 1 phần tiền để lại cọc, cọc là 5 triệu như bình thường. Các anh em mà đã chuyển hết tiền rồi ấy, thì có thể một là để nguyên cái khoản tiền đấy, hai là trại sẽ chuyển lại để quay về 5 triệu cọc, coi như mọi người đặt cọc, và đấy, và sẽ chờ cái đàn tiếp theo. Và cái này là rất là chia buồn với các chủ chó và cũng là chia buồn với trại, là cái không may ở trong cái lúc nuôi thì nó là như thế. Thế cho nên là cái ngày đón chó như mình nói là nó không bao giờ có ngày cố định cả. Nó một cái lần nó xảy ra như thế này thì để mọi người sẽ biết được là chọn con chó rồi đấy. Nhưng mà muốn mua con chó rồi đấy, chọn được con chó ưng ý rồi đấy, nhưng có đón là nó về nhà nuôi nó phát triển lên thuận lợi thì nó là một cái câu chuyện rất là dài. Nó cần cả cái sự may mắn nữa và rất nhiều công phu, chứ nó không có đơn giản. Thì đấy là với cái đàn chó con này như thế. Và tin buồn thì báo luôn cái tin buồn hàng loạt luôn, là cái đàn 4 con của Siro
là chưa có tiêm mũi nào, và ở cùng với lại cái đàn 9 con này thì cũng đã mắc dính Pavo dương tính hết rồi. Đến hôm nay là rơi rụng mất 2 con, còn 2 con nữa, nhưng mà 2 con thì cứ xác định nó rơi rụng đi. Con nào mà nó có thể qua được thì đấy là cái sự may mắn. Hơi tiếc nuối cái đàn Siro lần này bởi vì nó là đàn đầu tiên của Siro, một con chó rất là tốt, nhưng mà thôi, nó như thế rồi thì phải vui vẻ thôi. Thì các chủ mà đã chọn cái đàn Siro đặt cọc rồi hoặc là đã chuyển tiền rồi thì cũng y như là cái đàn 9 con của Loki thôi. Một là trại sẽ chuyển hoàn tiền 100% cho mọi người. Hai là sẽ chuyển cái phần tiền thừa giữ lại tiền cọc nếu mà mọi người muốn cọc để chờ đàn sau. Đấy, cái giải pháp mà nó chỉ có thế thôi. Thì đấy, còn để quay mấy con của con B3 con của con Loki này khỏe để cho mọi người xem lại cái mặt của chúng nó. Đây là ba con không bị bệnh này. Con cái ở giữa này. Rồi. Hai con đực ở hai bên. Nay nó nặng lắm rồi. 7 cân một con rồi đấy. Chắc hôm nay phải 7 cân rồi. Đó. Tiêm xong mũi 2 2 ngày rồi. Cuối tuần này hoặc là cuối tuần sau sẽ cho chủ đón. Đây ba con này thôi, còn cái thằng còi kia thì để tí quay riêng. Đây là con thằng đỏ, thằng xanh. Và tím, cái tím. Ok, ba đứa xuống đây. Ngay không nó nằm đỏ mất.